chỗ này. Đến đoạn này cho ô cao lên em ơi. Cho cái lúc anh đón dâu thì nó tự đi về cơ mà. Anh đẩy cái mẹ tớ giữ hứa đó, chắc phải từ rồi. Đi từ từ ơi. Xách ra đằng sau ơi, để cho nó mận nó. Đấy, nhấm rồi, để cho nó xách về đằng sau ấy. Kêu anh xách váy kiểu gì để váy ấy cả. Đây là bà Tuyết, đoàn trưởng đoàn đưa dâu. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Lên đây này.